Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Mình là Quân. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp mẫu cấu trúc nào trong chương trình sơ cấp N5. Các bạn cùng tìm hiểu với mình nha. Các bạn có thể đoán được chị gái này làm công việc gì không nào? Chúng ta hãy cùng nghe chị tự giới thiệu nha. Watashi wa Hoa Sen gakko no sensei desu. Watashi wa Hoa Sen gakko no sensei desu. Nghĩa là tôi là giáo viên của trường Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được học thêm một trợ từ nữa, đó là trợ từ no. Vậy thì trợ từ no có cách sử dụng và ý nghĩa như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nha. Chúng ta có danh từ 1, no, danh từ 2. Trợ từ no dùng để nói hai danh từ với nhau. Danh từ 1 bổ nghĩa cho danh từ 2. Trong đó danh từ 1 là một nhóm hoặc một tổ chức mà danh từ 2 thuộc về. Ý nghĩa là danh từ 2 của danh từ 1 hoặc là danh từ 2 thuộc về danh từ 1. Cũng giống như ở ví dụ đầu bài chúng ta có Hoa Sen Gakko no Sensei, nghĩa là gì? Giáo viên của trường Hoa Sen. Chúng ta cùng đi đến ví dụ đầu tiên nào. Ở đây khi mà nhìn thấy bạn của mình đang vẫy tay với một anh đứng trước cổng trường thì bé gái áo xám đã hỏi bạn mình là Anohito wa dare desu ka? Người kia là ai vậy? Và bạn mình trả lời là Minsan desu. Sakura Daigaku no Gakusei desu. Minsan desu. Sakura Daigaku no Gakusei desu. Là anh Minh, sinh viên của trường Đại học Sakura. Chúng ta cùng đi đến ví dụ tiếp theo nào. Không biết bé đã nói gì với mẹ nữa, chúng ta cùng xem thử nha. Mama, baba wa aishibi no sain desu ka? Mama, baba wa aishibi no sain desu ka? Hai, aishibi no sain desu. Hay, aishibi no sain desu. Chúng ta cùng dịch thử nào. Mẹ ơi, ba ba là nhân viên của công ty ACB phải không? Ừ, là nhân viên của công ty ACB. Còn ở ví dụ này thì sao các bạn? Anata wa Vietnam no gakusei desu ka? Ie, Nihon no gakusei desu. Anata wa Vietnam no gakusei desu ka? Ie, Nihon no gakusei desu. Nghĩa là gì các bạn? Các em là học sinh Việt Nam phải không? Dạ không, em là sinh viên của Nhật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay cùng với mình. Các bạn nhớ ôn và luyện tập nhiều hơn về mẫu ngữ pháp ngày hôm nay nha. Hay minasan, sayonara, mata kondo yoroshiku nigashimasu.